Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Tình thương có thể làm tan chảy tất cả. Băng tan, câu chuyện cặp vợ chồng yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Mấy năm nay, mỗi lần mùa đông tháng chạp đến, thì có một anh thanh niên đến bên bờ hồ hoang vắng. Mãi cho đến năm sau, khi mà băng tan trên mặt hồ tan chảy hết, anh ta mới chịu bỏ đi. Lạnh quá, xem ra lại sắp đóng băng rồi. Hả? Bà xã, sao em lại tới chỗ này? Họ Giang kia, ký tên đi. Đơn xin ly hôn. Bà xã, em làm cái gì vậy? Anh đã không thích em và các con như vậy, chỉ bằng chúng ta ly hôn đi. Anh đâu có. Không có. Vậy sao mỗi lần đến mùa đông là anh lại bỏ cả nhà lớn bé mà chạy đến chỗ quỷ quái này? Anh, đây là công việc mà. Công việc? Anh còn muốn gạt em hả? Người của phòng nghiên cứu nói là mấy năm nay đều là do anh chủ động muốn đến chỗ này. Không có ai ép anh cả. Anh không có gạt em. Không cần nói nhiều, ký tên vô đi. Thông báo khẩn cấp, do bị ảnh hưởng không khí phía nam xuống thấp, khu vực hồ Thiên Nga phía bắc vài phút trước toàn mặt hồ đã bị đóng băng. Không xong rồi. Anh muốn đi đâu? Đợi một chút, anh sẽ giải thích với em sau. Anh quay trở lại đây. Làm gì vậy? Cứu cá heo trong hồ. Cứu cá heo? Anh chính vì là mấy con cá heo này mà đến chỗ này. Hoang hoang. Mấy năm nay vào mùa đông trời ngày càng lạnh, mấy cái mặt hồ này thường xuyên bị đóng băng. Nếu không cạo lớp băng đi thì chúng không thể nổi lên mặt nước. Lạc lạc, hoang hoang. Nếu không ai cạo lớp băng này đi, chúng sẽ bị chết ngộp. Chết ngạt. Đúng vậy. Em có biết không, đây là loài gần sắp bị tuyệt chủng rồi. Trên thế giới chỉ còn sót lại ở chỗ chúng ta đây. Nếu không bảo vệ chúng. Nhưng anh có để ý đến em không? Mấy năm nay vào mùa đông em phải trải qua như thế nào? Việc này không phải là không có cách. Mỗi lần đến mùa đông thì chúng ta sẽ rời khỏi chúng. Anh không rời bỏ chúng được. Vậy em và các con thì sao? Trong lòng anh, chẳng lẽ em cũng không bằng chúng nó?
Điều này không phải như vậy đâu. Em hãy nghe anh giải thích. Lạc, ngoan nào, Mi không sao thì tốt rồi. Lạc, xem ra em và các con thật sự không bằng chúng nó. Lạc, ngoan đâu? Ngoan ở đâu? Từ từ thôi, mặt băng mỏng, anh chạy chậm thôi. Nó đang làm gì vậy anh? Nó là đang bày tỏ ý chúng ta đến cứu Hoàng Hoàng. Loài cá heo đối với bạn tình rất xem trọng, tuyệt đối không bỏ rơi con còn lại mà không quan tâm. Nếu như một con mà chết đi, con còn lại cũng không muốn sống nữa. Mau xem nè, Quang Quang không sao rồi. Quang Quang, mấy năm nay đã để em chịu thiệt thòi rồi. Không, là em không tốt. Namo Amida Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.